thân tài mở kho, tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, chúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền nhét đầy két trong tháng 8 âm lịch, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, chỉ có những người ăn ở thiện lương, phúc dày mệnh lớn, kiên cường để đi qua mọi sóng gió, treo lái con thuyền cuộc đời đi đúng hướng và sẽ gặp được nhiều thành công như ý. Xét theo tử vi số mệnh cho thấy, mỗi con giáp tùy vào từng thời điểm khác nhau, sẽ nhận được phúc họa khác nhau, thời điểm này bị hung tinh chiếu giỏi, thì tai họa liên miên, nhưng thời điểm khác được phúc tinh chiếu mệnh, thì lại gặt hái được nhiều tiền tỷ của thiên hạ, thần tài mở cửa phát tài, phát lộc. Đặc biệt với con giáp tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, nhờ ăn ở hiền lương, phúc đức để đời, chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch, thì bỗng sẽ nghe được ý trời, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, Tất thảy khó khăn đều tan biến, chúng số độc đắc tay ôm 100 tỷ về nhà, sung sướng hơn người, số mệnh phú quý, đổi đời giàu sang, mua được nhà lầu, tậu được xe sang, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, tiền tiêu ba đời không hết. Thế nhưng Minh Đường Tử Vi cũng cảnh báo con giáp này cần phải chú ý hơn tới các phương diện sự nghiệp của mình, nếu không cẩn thận nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần, phá sản, mất trắng. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Trong tháng 8 âm lịch này quý bản mệnh cần phải chú ý những điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới gia tăng may mắn, hút hết tài lộc về nhà, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Thần tài mở kho, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền nhét đầy két trong tháng 8 âm lịch. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời vận mệnh tuổi Đinh Mùi. Xem tử vi học phương Đông cho thấy Người tuổi Đinh Mùi là những người sống nhiệt tình, sôi nổi nhưng cũng là người chủ quan, tính tình khá nóng nảy, bộc trực khá thẳng tính và quyết đoán. Sau đó có những lúc họ sẽ bốc đồng, họ cũng phải trải qua những sai lầm nhớ đời do bản tính của mình gây ra. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn, bớt nóng nảy thì sự nghiệp sẽ được bền vững, ra đạo sung túc hơn. Theo tử vi phương Đông, những người tuổi Đinh Mùi luôn vui cười sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn với những bất hạnh của người khác tính cách của những người này rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẻn. Nếu được phát huy hết sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã và có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn sầu. Tính cách của người tuổi đinh mùi được xếp vào hàng rụt rè, với những người có tính tình bạo dạn. Tuổi mùi họ sẽ là người tao nhã, nếu là công nhân hay quản lý, họ cũng sẽ mang cho mình phong thái điềm đạm và chắc chắn khi sự nghiệp và các mặt khác của họ đi xuống họ thường là người buồn thương đa cảm thậm chí là kẻ bi quan chán đời người này thường yêu cầu nghiêm khắc về ngoại hình và cách nghĩ của mình vì thế dễ rơi vào trạng thái không thống nhất khi bị dọa nạt thà nuốt giận không nói chứ không muốn giải bày quan điểm của mình càng không muốn thể hiện sự mất hứng của họ xem tử vi để thấy họ vẫn kiên trì với quan điểm của mình trong thế rằng co của sự trầm mặc tuy nhiên là những người này luôn tràn đầy lòng nhiệt huyết và đam mê là người có đầu óc tổ chức kèm với óc hài hước nên tổ chức mọi việc thường nhanh chóng và thành công đinh mùi là một con người thật thà tốt bụng luôn giúp đỡ những người xung quanh họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân để lo cho lợi ích của tập thể tạo dựng khá tốt các mối quan hệ họ luôn gặp nhiều may mắn về tài chính vì vậy khi thành lập công ty hay kinh doanh riêng họ luôn gặp thuận lợi trong con đường phát triển sự nghiệp về vận mệnh tuổi đinh mùi có những năm tháng tuổi trẻ vất vả vất vả ngược xuôi phấn đấu vì sự nghiệp vì vậy mà tuổi đinh mùi sung sướng khi về hậu vận cuộc sống hậu vận an nhàn gặp nhiều may mắn gia đạo của bản mệnh khá êm ấm gia đình sống hạnh phúc tuy nhiên đường tình duyên cũng phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió mới tìm được hạnh phúc chân thực cho đời mình cuộc đời về hậu vận được sung sướng nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời trong phong lưu khoáng đạt thỏa sức thể hiện tài trí của mình cũng chính vì vậy Người tuổi này luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, bản mệnh thích sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Người sinh năm này giỏi trong việc giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Thứ hai, trong công việc tuổi này có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề biết mệt mỏi, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh, bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi đinh mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem tới lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Thứ ba, Họ là người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, đi lại vào bất cứ ai, dù là đơn giản hay phức tạp, bản mệnh đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Vì vậy, khi được giao phó bất cứ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành, họ không giỏi kiềm chế che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ đúng là như thế ấy, đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn trong một số trường hợp. Tuổi này lại khiến người khác yêu thương bởi sự thẳng thắn của chính mình. Thứ tư, với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi này sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác, bởi vậy bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận những lời khuyên từ người tuổi đinh mùi. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mỗi khi khó khăn họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải cảnh thiếu thốn. Họ khéo léo trong việc tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực, điều đó giúp người này học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Ngoài ra, tuổi Đinh Mùi biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất, đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung tự tin và không hề sợ hãi, dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi này vẫn luôn vui tươi thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm, ngày mai vẫn còn cơ hội ấy, không có việc gì phải vội vàng. Cuộc sống họ biết được cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Nên đôi khi họ không cần đọc cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc đời của mình sắp tới sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Sinh năm 1967 tuy sở hữu khả năng nhạy cảm với việc dự báo tương lai của bản thân, nhưng họ cũng không nên sử dụng nó để nói ra bên ngoài hay can thiệp vào cuộc sống của người khác ngoại trừ bản thân và gia đình. Một ưu điểm khác giúp tuổi đinh mùi phát triển trên đường đời đó là nằm ở khả năng tự vấn. Cái năng lực tự vấn này giúp họ luôn phân biệt được phải trái, đúng sai, biết đâu là thiện ác, đâu là thị phi, giúp họ trong suốt những năm tháng bôn ba luôn rèn luyện bản thân thay đổi tâm tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện, để giàu sang hay không thì chưa biết, nhưng tâm thái bình thản yên ổn an nhiên là thứ chắc chắn họ có được ở trong cuộc đời mình. Cuộc đời của Đinh Mùi là khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho tới trung vận của họ cũng lắm lần nên voi. Đôi lần xuống cầu, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của 1967. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mày mòn đi khắp nơi, còn lại trốn xây yêu đời, yêu người, không hận thù chẳng luyến lưu, không đâm chuyện chẳng quá bận tâm tới việc của người khác. Việc mình mình làm, người mình quan tâm thì mình chăm, có mình thì mình lo, chứ ít khi than thở với những người ngoài. Đinh mùi trong giai đoạn trung vận hiện tại, chuẩn bị bước vào hậu vận là giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, để dựng thành vinh hoa khi giao tiếp giữa người với người. Đinh mùi là một loại nhường nhịn, lấy đức giày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác đó cũng là một loại đạm bạc giản dị coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua trong lòng như trăng sáng tâm như nước lặng xem nhật nguyệt mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu đối với đinh mùi đó là một loại thong dong tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng cầm được thì cũng buông được cần tiến thì tiến cần lui thì lui ổn định trầm tĩnh bình an vững trí dẫu thái sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc người tuổi đinh mùi tính tình khiêm nhường cẩn trọng đầu óc suy nghĩ minh mẫn khả năng phân tích vấn đề rất tốt cũng phân biệt chuyện đúng sai họ có thể thoải mái đáp ứng yêu cầu của bất cứ công việc nào đây là người bẩm sinh đã có thiên hướng nghệ thuật có óc sáng tạo và thẩm mỹ rất cao cũng có tài năng thiên phú về lĩnh vực y tế và hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng họ không thích cô đơn ghét phải ở một mình khi làm việc tập thể dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo chính xác đúng lúc và đem tới hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi mùi là một người sáng tạo nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Người này không thích hợp để đứng ra làm người lãnh đạo. Gánh vác trọng trách, họ sẽ làm tốt hơn nếu có đồng nghiệp hợp tác ăn ý. Người sinh năm này có khả năng chịu đựng ngoan cường. Điều này cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác với vẻ ngoài cường tráng lại không thể làm được. Tử vi cho thấy tuổi đinh mùi là con giáp không biết lùi, đặc biệt là thích hợp với công việc ngoài trời chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng tới tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy và công việc, sự nghiệp. Để tăng thêm thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc giàu sang, thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn như thế nào, Trước tiên phải làm cho tài lộc lưu miên thêm vượng phát ít phá tài. Cuộc đời bạn không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc, khi còn trẻ họ đã có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc đủ đầy. Song người này có một nhược điểm chính xác hơn, là thích mua những món đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng rộng rãi với bạn bè, nên tiền kiếm được cũng tiêu rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú, đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an không phải lo lắng về tài chính không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ, nếu chuyên tâm hơn để phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng làm nên thành công gây dựng cơ đồ. Người sinh năm Đinh Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, bản mệnh có khả năng chịu đựng tốt trong những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa, dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong cho phép bạn chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Tiếp theo Hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch theo lịch vạn niên. Tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là vào khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ, Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết, bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước hạt móc mưa ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành xương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào sơn ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào sơn tượng trưng cho quân tử các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho người dưới noi theo, đó là một điều tốt. Hơn nữa quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức của lẽ phải, mẫu mực nhân nghĩa được truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng cảm nhiễm phong hàn, tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng dậu, tháng mùa thu có khí kim cực vượng, nên những người sinh tháng này được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, tín nghĩa và thông minh đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khiết kim thì cần có kim để bổ trợ cân bằng ngũ hành trong tứ trụ thì đây là khoảng thời gian vượng vận. Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về mặt sức khỏe, vững vàng về mặt tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn giàu, thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu. Cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ sống tích cực, chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết Bạch Lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn, khi tâm tình buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra, Vitamin B cũng giúp điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng, cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ, các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao. Tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe, mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng thả lỏng tâm tình, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương, hôn đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực, hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc, tự nhiên bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ, qua tiết Bạch Lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo dễ tổn thương phổi, lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra vào tiết Bạch Lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí phòng khi táo, các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi đinh mùi, trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao, mời quý cô bác hãy cùng minh đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi đinh mùi trong tháng 8 âm lịch năm quý mão 2023. Có thể thấy rằng, con đường sự nghiệp của người tuổi đinh mùi đang phát triển khá hanh thông trong tháng này, nhờ có quan đới nâng đỡ, bạn thậm chí còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn xứng đáng với năng lực của mình tất nhiên để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn là nhờ vào sự cố gắng của chính con giáp này bạn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu vì vậy mà bạn không gặp khó khăn vất vả thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh tinh thần làm việc nhiệt tình trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để bạn bước những bước lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác kém cỏi hơn mình, trên thực tế bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, việc học hỏi lắng nghe lời khuyên của mọi người là không bao giờ thừa. Trong tháng cần đề cao cảnh giác với tiểu nhân quấy phá, kẻ thì trong bóng tối, bạn thì ở ngoài sáng, nhất cử nhất động càng thận trọng thì càng tốt trong tập thể cần tin tưởng nhau để cùng hợp tác tuy nhiên sự tin tưởng này nên dừng ở mức độ vừa phải cái gì quá cũng không tốt cách hay nhất để bạn dễ dàng tỏa sáng là tạo cho mình một con đường đi riêng lối đi khác biệt với mọi người tuy nhiên sự khác biệt ấy ở mức cho phép chứ không phải dị biệt đặc biệt nếu bạn đang giữ một vị trí cao trong tập thể thì càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn nếu không bạn sẽ dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác gây ảnh hưởng tới tập thể. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi đinh mùi. Vận trình tài lộc của người tuổi đinh mùi đang có những bước tiến khá vững vàng, dù có thể là bạn sẽ không thu được tiền về đầy túi ngay trong tháng này. Tuy nhiên hãy tin rằng, những gì bạn bỏ ra là vô cùng xứng đáng, cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư dã trong tương lai. Căn cứ tử vi dịch mã cho thấy, Tháng này là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều bạn cần làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác, như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền dùng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như bạn đâu nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong tháng này có lẽ bạn cũng sẽ phải hơi vất vả hơn một chút tuy nhiên quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội giúp tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn có điều dù công việc có thuận lợi tới mấy bạn cũng chớ nên coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng tránh sai sót không đáng có phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm nhu cầu chi tiêu mua sắm ngày càng tăng đòi hỏi tới đinh mùi phải nỗ lực hơn nữa trong khâu kiếm tiền, có những người kiếm được nhiều tiền nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu, ngược lại người kiếm ít tiền nhưng biết chi tiêu khoa học thì lúc nào cũng thấy ổn. Tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khó khăn do biến động thị trường và sức cạnh tranh của đối thủ, hãy dành thời gian học hỏi tích lũy thêm kiến thức mới để cải tiến kinh doanh, có như vậy mới có cơ hội phát triển lâu dài. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi đinh mùi trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người còn độc thân có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều đối tượng khá triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động tới làm quen với bạn khi nhận ra ai là người chân thành với mình. Bạn cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương, tuy vậy bạn cũng không cần quá vội vàng đến với một người nào đó. Đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm tìm hiểu về nhau, nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới, như vậy sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn va chạm về sau. Người đã lập gia đình có những tháng êm đềm và ngọt ngào, bạn và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực tới tình cảm của hai người. Ngoài ra bạn cũng nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của đối phương, nhờ vậy mà bạn có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với những điều khó khăn trong cuộc sống, thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. Cuối cùng là phương duyệt sức khỏe của tuổi đinh mùi tháng 8 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 8 tuổi đinh mùi về phương diện sức khỏe, thể trạng khá ổn định, tuy nhiên lại sinh xuất cho chi thắng nên cơ thể suy nhược, hay cảm thấy mệt mỏi uể oải, ăn uống không ngon miệng, bạn có thể bị ốm vặt, mắc các chứng cảm cúm thông thường do thiên nguyệt hung tinh ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là những triệu chứng mang tính chất tạm thời, chỉ cần bạn nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ là những triệu chứng khó chịu này sẽ biến mất. Trong mùa thu khô hanh, bản mệnh nên chú trọng dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe, nguyên tắc dưỡng sinh là dưỡng âm ẩm chống khô hanh, từ đó thúc đẩy khí huyết lưu thông tốt, cần phải kết hợp nhiều hình thức dưỡng sinh bao gồm cả ăn uống, thói quen sinh hoạt và vận động. Về ăn uống nên tăng chua, giảm cay, về thói quen sinh hoạt thì nên ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về tập luyện thể dục, thể thao nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Tuổi Đinh Mùi cần giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải. Bốn tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ Đinh Mùi có những kế hoạch phát triển. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch tuổi Đinh Mùi theo tử vi tuần mới, tuổi Đinh Mùi công việc khá may mắn, công danh sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Một vài kẻ ghen tị với những thành công của bản mệnh nhưng đừng quá lo lắng, nếu con giáp này đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được đánh giá cao. Thăng tiến trong công việc, bản mệnh cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Tài Lộc Vượng Phát, công danh may mắn hơn người, con giáp này rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban. Tuần này tốt cho xin việc cầu công danh, buôn bán, tiền đổ về túi khá nhanh, tiếc là vận trình tình cảm không được tốt, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần. Người duy nhất bản mệnh có thể dựa dẫm vào những lúc mệt mỏi là chính bản thân bạn, người con trẻ tuổi cũng đừng vội tin vào mối lương duyên mới khả năng bị lừa khá cao. Tử vi tuần 2, trong tháng 8 âm lịch tuổi đinh mùi. Tử vi tuần 2 của tháng 8 âm lịch, chứa đựng nhiều điều bất ngờ mà tuổi đinh mùi không lường trước được. May mắn là cuối cùng khi đó là kết quả đáng mong chờ, việc thúc đẩy kinh doanh của những người mới khởi nghiệp cũng trở nên tốt đẹp hơn. Việc làm ăn của con giáp này được thuận lợi, nhiều người đầu tư được lời, lãi mẹ, để lãi con, nhờ thế mà tiền bạc rủng rỉnh, tuy nhiên bản mệnh đừng vì vậy mà vội mua sắm quá tay. Về mặt tình cảm đừng so sánh bạn đời của mình với người khác, ai cũng có những ưu điểm, nhược điểm riêng, nếu bản mệnh chỉ nhìn về điểm tiêu cực thì ai cũng tồi tệ cả thôi. Nếu bản mệnh khôn ngoan biết và khơi gợi những đức tính tốt của họ thì đời sống tình cảm sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Người độc thân trong thời gian này chớ vội tin người mới quen được vài ba lần hẹn hò. Trong tuần bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày cũng chỉ hay lo lắng hoặc làm việc quá sức, hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuần 3, trong tháng 8 âm lịch tuổi Đinh Mùi theo tử vi tuần thứ ba tuổi đinh mùi chịu tác động của đại hao đây là một hung tinh gây hao tài do đó điểm báo tử vi nhắc nhở bản mệnh sẽ cần giữ chặt túi tiền của mình kẻo mất mát lúc nào không hay việc đầu tư kinh doanh mạo hiểm vào lúc này không phù hợp cẩn thận tiền mất tật mang vận khí không ổn định con giáp này làm gì cũng có nguy cơ đổ bể hung tinh thương quan còn khiến bạn dễ mất tập trung vì mãi lo lắng chuyện bao đồng hoặc không thì có xu hướng xem thường người khác và tai họa bắt đầu từ đây tuy nhiên nếu bạn biết khiêm tốn một chút sẽ thoát được mối họa này những dự định mới đều cần được xem xét thận trọng vào thời điểm này chớ nên hấp tấp vội vàng mà rước họa vào thân thậm chí bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm cho những sai sót vốn có thể tránh được ngay từ đầu hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình rất may là chuyện tình cảm trong tuần tiến triển thuận lợi mối quan hệ đôi lứa bạn đang chờ đợi thời cơ để nâng lên một tầm cao mới với sự gắn kết sâu sắc hơn nếu như tình cảm đã chín muồi bạn đừng ngại ngần đề cập tới vấn đề thăng cấp cho tình yêu với nửa kia, hãy làm những điều mình muốn ngay khi có thể. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch tuổi đinh mùi. Người tuổi đinh mùi gặp nhiều khó khăn với việc làm ăn, rất dễ bị thất thoát tiền bạc do hung tinh tiểu hao tác động trong tuần cuối của tháng. Con giáp này được nhắc nhở nên thận trọng trong tuần này, vì có thể xảy ra nhiều biến cố khiến vận trình xa sút ảnh hưởng trực tiếp tới tài chính của bạn. Một khi trở tay không kịp, thì bạn sẽ chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc đội nón ra đi. Sự nghiệp của bạn cũng nảy sinh nhiều vấn đề, con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nên nhớ cấp trên chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá, chứ không quan tâm bản mệnh cống hiến nhiều tới thế nào đâu. Vận khí xa suốt tới tận cuối tuần, con giáp này dường như không còn thời gian để nghỉ ngơi về cuối tuần khi phải liên tục tăng ca, làm việc cật lực nhưng kết quả lại không được như mong muốn bạn còn có thể vướng vào một số rắc rối có liên quan tới đồng nghiệp, do đó thời gian này hãy cố gắng xử lý tốt các mối quan hệ trong công việc của mình. Trong chuyện tình cảm, có lẽ vì quá mà mê với công việc nên con giáp này thường bỏ bê thiếu quan tâm tới nửa kia của mình, khiến mối quan hệ tình cảm của hai người ngày càng trở nên nguội lạnh, dạn nứt, trong khi đó người độc thân thì chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ Vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.